Cây na hiện đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực trong cơ cấu cây ăn quả của tỉnh Bắc Giang. Đang nói là doanh thu từ loại cây trồng này mỗi năm cũng đạt hàng nghìn tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có trên 2.000 hecta na dài, chủ yếu trồng tập trung tại huyện Lục Nam. Thay bằng thu hoạch một vụ, hiện nay người trồng na đã chủ động được kỹ thuật sản xuất na trái vụ. Ngay sau khi thu hoạch quả na chính vụ, bà con đã có kinh nghiệm tính toán để cho ra quả na trái vụ, gối liền sau chính vụ. Chính vì thế nên na cho thu hoạch kéo dài từ đầu tháng 8 cho đến dịp tháng 11 cuối năm. Đang nói là chất lượng na ngày càng được nâng cao do áp dụng khoa học kỹ thuật cùng quy trình chăm sóc đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm. Với giá bán na chính vụ đạt từ 35 đến 45 000 đồng một kg, na trái vụ từ 50 đến 60 000 đồng một kg. Doanh thu từ cây na mang lại cho người dân đạt khoảng trên 800 tỷ đồng.